Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chỉ một mâu thuẫn nhỏ đã bén lên ngọn lửa hận thù. Chẳng cần nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, đối tượng chỉ muốn dẹp đi cái gai trong mắt. Hắn ta nghĩ đã làm, đã lên một kế hoạch man rợ giết chết người từng đầu ấp tại gối với mình. Thế nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ tại hiện trường cũng đã tố cáo được tội ác của tên sát nhân máu lạnh. Chi tiết vụ việc như thế nào mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Khoảng 5 giờ 45 sáng ngày 10 tháng 5, bà Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1972, ngụ thôn Lạc Lâm Lạc, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, đến trực ban công an huyện Đơn Dương trình báo về việc con gái ruột của bà là Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1993, mất tích bí ẩn. Từ khuya ngày 8 tháng 5 đến rạng sáng ngày 10 tháng 5, gia đình không thấy chị Hồng đâu và dù tìm mọi cách liên lạc qua điện thoại cũng không được vì điện thoại của chị Hồng luôn trong trạng thái tắt máy. Đáng chú ý, trong khi gia đình lo lắng, chia nhau tìm tung tích chị Hồng, thì chồng của chị là Lương Hoàng Vũ, sinh năm 1987, lại tỏ ra khá thờ ơ trước việc mất tích của vợ. Trước đó, ngày 9 tháng 5, người thân của chị Hồng sinh nghi nên cùng với nhau tìm đến nhà hỏi Vũ. Vũ thản nhiên trả lời rằng không biết vợ đã đi đâu, rồi lái xe ô tô chở theo hai con gái 4 tuổi và 6 tuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm ngày 9 tháng 5. Lúc này, gia đình chị Hồng cũng nhiều lần gọi điện thoại cho Vũ để hỏi cho ra lẽ, nhưng Vũ không nghe điện thoại rồi tắt luôn máy. Khi lực lượng công an huyện đến nhà của Vũ thì cửa khóa từ bên ngoài. Lúc này cơ quan công an đã vận động anh Lương Hoàng Đạt, sinh năm 1981, anh trai ruột của Vũ, gọi điện cho đối tượng và được Vũ cho biết rằng đang đưa hai cô con gái là Lê TH 6 tuổi và Lê TS 4 tuổi đi tắm biển nhưng không biết rõ địa điểm. Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, anh Đạt liên hệ lại với Vũ và hỏi vợ của Vũ đã đi đâu. Thì đối tượng này thú nhận với anh trai rằng mình đã giết vợ rồi phi tang xác vợ trong nhà kho đựng nông sản của bố mẹ Vũ. Nhà kho này nằm cách nhà của Vũ khoảng 100 m. Ngay lập tức, thông tin về vụ việc Vũ sát hại vợ rồi phi tang xác trong nhà kho được anh Đạt trình báo tới cơ quan công an. Lực lượng chức năng cùng với anh Đạt và người nhà đối tượng Vũ mở cửa nhà kho thì bàng hoàng phát hiện thi thể của chị Hồng trong tình trạng đã bị thiêu cháy thành tro gần hết, bên trong một chiếc thùng phi dùng làm lò nướng. Xác định được Vũ hiện đang cùng với hai con tắm biển ở khu vực Đồ Dương, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Công an tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị công an thành phố Phan Thiết cùng phối hợp truy bắt nghi can. Một mũi trinh sát khác được tổ chức mật phục trên quốc lộ 20 để đón lỏng đối tượng. Mặt khác, công an cũng làm công tác tư tưởng với người thân của Vũ để họ khuyên đối tượng trở về đầu thú, hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết công an đang tổ chức truy bắt mình, Vũ đã chủ động lái xe từ thành phố Phan Thiết về huyện Đơn Dương để đầu thú. Khi di chuyển trên đoạn đường quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, thì Vũ bị lực lượng chức năng bắt giữ. Thượng tá Hồ Quang Chánh, Phó trưởng Cơ quan Điều tra Công an huyện Đơn Dương cho biết, các bộ chiến sĩ trong đơn vị vui mừng khi thấy hai cháu Lê TH và Lê TS trở về nhà bình an. Chúng tôi phá xong vụ án ngay trong ngày. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai chiều ngày 8 tháng 5, Vũ đi đá bóng cùng nhóm bạn. Sau đó cả nhóm rủ nhau đi nhậu và hát karaoke. Mãi vui với bạn nên đến nửa đêm Vũ mới về tới nhà trong tình trạng say khướt. Chị Hồng đã cằn nhằn la mắng Vũ nên vợ chồng xảy ra cãi vã rồi xô xát. Lúc này Vũ xông tới, tát vợ nhưng không trúng mà còn bị chị Hồng đạp mạnh vào bụng. Tức giận vì định đánh vợ nhưng lại bị vợ đánh lại, còn không ngừng bị vợ chửi mắng. Vũ dùng tiếp sắt đánh nhiều phát vào vùng đầu và gáy của vợ khiến nạn nhân tử vong ngay trước phòng ngủ. Gây án xong, Vũ mang thi thể vào phòng tắm để gột rửa hết máu, rồi dùng dây ni lông cột gặp người nạn nhân lại. Sau đó lấy hai tấm áo mưa và hai tấm bạc quấn chặt thi thể và đem giấu xác ở một góc khuất trong căn phòng phía sau nhà. Vũ bình tĩnh lau rửa sạch vết máu ở hiện trường, bỏ tất cả khăn lau vào máy giặt sạch rồi lên giường đi ngủ cùng hai con. Vũ trằn trọc không ngủ được vì lo sợ vụ việc bị bại lộ, nên ngay sáng ngày hôm sau 9 tháng 5, Vũ đi đổ đầy bình xăng xe ô tô và mua 10 lít xăng mang về nhà cất. Sau đó đến nhà bố mẹ ruột của Vũ ở gần đó để tìm cách phi tang xác vợ. Thời điểm Vũ gây án, bố mẹ Vũ đang đi du lịch nước ngoài, không có nhà, nên Vũ đã nhờ anh N là lái xe của gia đình giúp hắn khiêng lò nướng thịt tự chế được làm bằng nửa thùng phi, cất từ ngoài sân vào trong nhà kho. Vũ nói với anh N rằng cất lò nướng vào đó cho gọn. Đến 13 giờ 30 cùng ngày, trời mưa lớn, Vũ lấy xe ô tô chở xác vợ từ nhà riêng đến kho nông sản, rồi bỏ vào lò nướng, đậy nắp và lấy tấm bạc đậy kín, rồi đi mua thức ăn về nhà bố mẹ đẻ tổ chức ăn uống. Khoảng 1 giờ 30 ngày 10 tháng 5, Vũ đánh thức hai cô con gái dậy, nói rằng cho hai con đi tắm biển và bế hai con lên xe, rồi tự điều khiển xe ô tô đến đậu trước nhà kho. Tại đây, đối tượng mang xăng đổ vào lò nướng, sau đó châm lửa đốt thi thể của chị Hồng để phi tang, rồi tiếp tục chở con đi tắm biển với suy nghĩ đưa các con đi chơi lần cuối. Khi đi đến huyện Di Linh, Vũ buồn ngủ nên đã dừng xe ở ven đường để ngủ, sau đó mới tiếp tục đi Phan Thiết. Nhiều người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng Vũ thường xuyên xảy ra cãi vã to tiếng. Nhiều người đánh giá Vũ có ngoại hình với mức trung bình, tính tình hiền lành, ít nói nhưng lại khá cục. Vũ làm tài xế xe dịch vụ, trái ngược hoàn toàn với người chồng lầm lì. Chị Hồng có ngoại hình khá xinh đẹp và là người mau mồm mau miệng. Chị Hồng làm nghề cho vay tiền nóng để lấy lãi và được mọi người đặt cho biệt danh là Hồng Chém. Thông tin từ tòa án huyện Đơn Dương cho thấy, cách đây 2 năm, vợ chồng Vũ đã nộp đơn xin ly hôn, nhưng sau khi được tòa án giải hòa, cặp vợ chồng này đã đồng ý tiếp tục quay về sống chung với nhau để nuôi dưỡng hai cô con gái nhỏ. Chủ quán cà phê Ngọc Yến nằm đối diện nhà riêng của vợ chồng Vũ ở xã Lạc Lâm chia sẻ, hai vợ chồng Vũ là người làm vườn, trồng và buôn bán nông sản. Nghe nói, tối ngày 8 tháng 5 xảy ra vụ việc nhưng tôi và hàng xóm xung quanh không nghe thấy tiếng la hét hay tiếng động gì cả. Sáng ngày 10 tháng 5, hàng xóm chúng tôi mới biết Hồng mất tích do mẹ của Hồng và người thân đến tìm con vì gọi điện mãi không được. Tối ngày hôm trước, ngày 9 tháng 5, tôi nhìn thấy Vũ chở hai cô con gái của mình đi và nói là chở con đi tìm mẹ. Rồi sau đó người nhà của Vũ gọi cho hắn cũng không được. Hai vợ chồng nhà đó thường xuyên có mâu thuẫn cãi vã như cơm bữa. Đến tối ngày 10 tháng 5, tôi mới nghe nói vụ việc kinh hoàng như vậy và thật sự cảm thấy vô cùng ghê rợn. Giờ chỉ tội cho hai đứa nhỏ thôi. Ông Hà Ngọc Dầu, hàng xóm sống ở đối diện căn nhà kho cất nông sản của bố mẹ đối tượng Vũ cho biết, chiếc lò nướng thịt tự chế mà Vũ dùng để phi tang xác vợ vốn là một chiếc thùng phi được cắt dọc hai bên từ trên xuống. Đêm hôm xảy ra vụ việc, Vũ phi tang xác vợ, lúc nửa đêm, ông Dầu và mọi người sinh sống ở xung quanh khu vực có ngửi thấy mùi khét, nhưng lúc đó trời tối và không nghe tiếng động gì lạ nên họ không tìm hiểu gì thêm. Ngày 12 tháng 5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng địa phương tiến hành đưa nghi can Lương Hoàng Vũ trở lại căn nhà riêng của vợ chồng Vũ để tiến hành thực nghiệm lại hiện trường. Tại hiện trường, công an cũng đưa Vũ đến nhà kho chứa nông sản của bố mẹ đối tượng để tiến hành thực nghiệm lại việc hắn đã dùng xăng đốt vợ trong lò nướng thịt như thế nào. Nói về vụ việc gây rúng động dư luận này, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư chính pháp bày tỏ, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người làm chứng và thu thập các dấu vết, chứng cứ có tại hiện trường để xác định được tính đúng đắn trong lời khai của nghi phạm nêu trên. Với hai tội danh nêu trên, thì Vũ sẽ đối mặt với mức hình phạt cao nhất có thể là tử hình đối với tội giết người và có thể đến mức 7 năm tù đối với tội xâm phạm thi thể. Mức hình phạt cụ thể đối với bị cáo sẽ phụ thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thể hiện qua kết quả tranh luận tại phiên tòa, luật sư Cường nói. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Bin News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!